Hôm nay, bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình, bệnh nhân đến khám khá đông. Trước đây, khi chưa thực hiện thông tuyến thì trung bình mỗi ngày bệnh viện này chỉ tiếp nhận và khám chữa bệnh cho khoảng 70 người. Sau khi thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh từ mùng 1 tháng 1 2016, lượng bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh đã tăng trung bình khoảng 1,5 lần. Thậm chí, có hôm tăng lên gấp 2 lần. Trước đây thì trung bình một ngày có thể là 70 bệnh nhân hai phòng khám thôi. Nhưng khi lượng bệnh nhân từ khi thông tuyến ấy, lúc nào cũng hơn 100, 101, 102, có ngày đến 104. Có những cái mặt bệnh ví dụ như là điều trị tăng huyết áp hàng tháng hoặc là những cái bệnh viêm họng thì có thể là điều trị ở tuyến xã được hoặc là tuyến phòng khám được, nhưng mà người ta cũng vẫn muốn lên đây. Từ 1 tháng 1 2016 là bắt đầu thông tuyến đến bệnh viện thành phố thì số lượng bệnh nhân ở tại trạm tôi là giảm đi rất đáng kể. Trước thời gian 1 tháng 1 2016 thì lượng bệnh nhân hàng ngày có thể từ 12 đến 16 người. Nhưng từ khi thông tuyến là bệnh nhân giảm xuống chỉ còn khoảng 5 đến 7 người, có thể là thấp hơn như thế. Việc thông tuyến tạo điều kiện cho người dân có thể dễ dàng khám chữa bệnh tại bất cứ bệnh viện tuyến huyện nào trong tỉnh, cho dù đó không phải là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Tuy nhiên, lợi dụng kẽ hở này đã xuất hiện tình trạng bệnh nhân sáng đi khám ở viện A, chiều đi khám ở viện B để lấy cùng một loại thuốc. Điều này khiến nhiều bệnh viện cũng không thể xác định kiểm soát được. Kiểm soát về cái việc của bệnh nhân mà đi khám ở các cái trường hợp trước là đến đây là cũng không biết được thì hiện nay là người ta đã khám được ở đâu rồi. Có thể một ngày người ta lấy một vài thuốc một vài lần là mình cũng không biết được. Đấy thì cũng có những cái nó bất cập như vậy. Không chỉ người bệnh lợi dụng kẽ hở này để lạm dụng trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế, mà nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước cũng lợi dụng sự thông tuyến này và đã xuất hiện hành vi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Đơn cử như phòng khám đa khoa Phương Nam ở Cà Mau, chỉ trong vòng một tháng đã thực hiện đến 37.000 lượt khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, có hơn 11.000 lượt trẻ đến khám từ 4 đến 9 lần. Năm 2015, tổng số tiền chi cho khám chữa bệnh dùng bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh Cà Mau là 519 tỷ đồng. Thì tính riêng số chi cho phòng khám đa khoa Phương Nam là 141 tỷ đồng. Đặc biệt, quý 1 2016, tổng chi và dự kiến chi bảo hiểm y tế của tỉnh Cà Mau là 194 tỷ đồng. Thì riêng chi cho phòng khám này chiếm đến 143 tỷ đồng. Người bệnh đến khám tại đây đều nhận được những phần quà mang về. Theo nhận định ban đầu, phòng khám này có một số biểu hiện lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế như lưu lượng bệnh nhân đến khám tăng bất thường, tỷ lệ sử dụng một số dịch vụ vượt trội về số lượng như nội soi tai mũi họng, siêu âm tim, siêu âm tổng quát. Điều này đòi hỏi cơ quan bảo hiểm xã hội phải có những giải pháp để ngăn chặn việc lạm dụng nhằm trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt là tới đây thì sẽ ứng dụng cái công nghệ thông tin trong giám định. Thì cái này thì thực hiện cái chỉ đạo của chính phủ là từ mùng 1 tháng 7 này sẽ phải kết nối dữ liệu toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và cái dữ liệu này sẽ được chuyển vào máy của cơ quan bảo hiểm xã hội để sử dụng cái phần mềm giám định điện tử để thực hiện cái công tác giám định. Và khi mà thực hiện cái công tác giám định bằng máy tính này rồi, cũng như là ở Nhật Bản hay là Hàn Quốc, các nước tiên tiến người ta đang làm, thì chắc chắn sẽ hạn chế được rất nhiều cái tình trạng gọi là chỉ định quá mức dịch vụ y tế. Bởi vì là phần mềm cũng sẽ đưa vào những quy tắc, những cái hướng dẫn để phát hiện ra những cái trường hợp, cảnh báo những cái trường hợp mà đang có cái sự lạm dụng về dịch vụ kỹ thuật hay là về thuốc. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian tới, việc ngăn chặn các hành vi lạm dụng nhằm trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế chắc chắn sẽ có nhiều kết quả khả quan. Người bệnh sẽ được đảm bảo quyền lợi tốt nhất khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, dù là y tế công hay tư.